Xin chào cả nhà, mình đến với video tiếp theo của mình nha. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ. Hôm nay nhà mình sẽ rất là nhộn nhịp, sẽ rất là vui cả nhà ơi. Tại vì hôm nay dì gái của mình là ở dưới Phan Rang lên chơi. Mà nghe dì gái nói là dì gái có dắt theo mấy cô Việt Kiều nữa cả nhà. Mà dì gái nói là mấy cô Việt Kiều đó hay xem kênh của mình lắm, cho nên mình cũng rất là vui cả nhà. Nên hôm nay đặc biệt rủ dì Năm ở lại chơi với lại có ngoại nữa cả nhà. Đây, qua đây. Đây. Dì Năm với lại ngoại. Hồi sáng là dì Năm chở ngoại đi khám bệnh. Rồi tình hình sao vậy? À sao hôm nay chào khán giả. Chào khán giả. Bữa nay mày con quay video mới mày có coi không? Chưa. Chưa vẫn mà ngoại chưa coi vẫn. Uống như chợ. Chứ hôm coi đó. Phải không? Quên rồi hả? Hôm mà tôi biết mở mở kênh cho mày coi. Mày trời không biết hả? Mà thấy rõ không? Mày thấy video rõ không? Rõ. Rõ quá không? Đó rồi sao? Bà đi khám bệnh sao rồi? Mẹ. Hả? Ô mẹ nè. Mẹ bà đi khám bệnh sao rồi? Sáng giờ sao? Ăn. Hả? Ăn được không? Khám bệnh mà bây giờ khám sao? Cho có hai vị xuống. Ủi kìa. Đi siêu âm. Siêu âm mấy à. Siêu âm là đo điện tim. Đo điện tim nữa hả? Mà nói bình thường. Ý là nếu mà ít thuốc là có nghĩa là hoài đang ổn định. Cho nên là người ta mới nhiều. Đòi thuốc nhiều hả? Nói sao ít như vậy? Trời, uống nhiều quen rồi. Uống thuốc nhiều quen rồi hả? Có nghĩa là hai dĩ là hai loại. Lần uống là dĩ loại kia loại nọ. Ấy là bây giờ mà bác sĩ cho ngoại hai vị thuốc có nghĩa là tình hình sức khỏe của ngoại là đang ổn định cả nhà, cho nên là người ta không có cho thuốc ông, nhiều. Ông nói gì à, bên thở không ra sao, bên pin ở bên tim cũng không mà gì cũng tốt, nhưng mà cái à tim cũng tốt là cái gì đo gì nữa có điện tim đó, chụp tim phim. Nói chung là mọi thứ tốt hết. À, đó vậy là khỏe rồi. Biết cái gì đây mà tôi cho thuốc bà. Bác sĩ nói gì hả? Nói sao mà mệt đó, ba học mệt hả? Thì bà cao huyết áp. Ủa mà thuốc đó là cho định kỳ hàng tháng sao năm? Không, ý là bà hoài mệt. Đi vô khám thử mà. Được không biết? Ông bác sĩ ông khám ông nói ông không biết cho thuốc gì vậy uống hả? Chứ có đi chụp phim là đo đường tim rồi nữa. À đó vậy thôi mừng rồi. Thì hai chứ thuốc ít là mừng rồi mà đòi thuốc nhiều. Vậy là mừng rồi, hai thủy kia là con nghĩa là thuốc bổ á. Sao có hai vậy? Hôm nay nói đi vô mua thuốc tây hôm nay mà các người không đến bán nữa. À thôi vậy là mừng rồi. Nói bữa nay rồi. Chị gái bà cô, nha. Bà mệt bà. Nó nói là đi vậy. Chị em chú A Mai nó không biết đường nó bán. Chị gái là cháu của ngoại cả nhà. Cháu của ông ngoại. Cháu ông ngoại hả? Dì gái là cháu của ông ngoại mà năm nay dì gái bao nhiêu rồi ta? 71 rồi. 71 rồi hả? Tuổi ngọ, tuổi tỵ. Dì gái năm nay tuổi tỵ. À dì gái tuổi tỵ gì? Tỵ năm nay mấy à? 70. Hả? 70 sao? 70 71. Nói chung là tầm hàng 6 mấy 70 tuổi rồi cả nhà, nhưng mà 72 rồi. Vậy hả? À thì cậu hai tại là tuổi ngọ là 71. Đúng rồi. Chị tỵ, tỵ thì tớ ngọ. Vậy là cháu của ông ngoại. Đấy. Thì mình kêu bằng dì luôn cả nhà. Đấy, chị là vậy là chị của mẹ mình. Hôm nay lên chơi dắt theo mấy cô Việt Kiều nước ngoài về lên thăm ngoại. Cho hay coi video thăm ngoại lắm cả nhà. Đấy, thì ngoại chuẩn bị có món gì đãi không? Có gì đâu đãi đâu. Còn có cái răng mềm nhổ mình đãi. Thật ra là hồi nãy là mình có đặt 4 con gà đen cả nhà. Gà đen thì mình đặt 4 con, tại vì hỏi dì gái đồ với lại mấy cô thích ăn gà đen không, thì mấy cô kêu là thích ăn gà đen nên là mình đặt 4 con. Rồi tí nữa người ta sẽ giao lên là hôm nay mình sẽ nấu vài món từ con gà đen nha cả nhà, để đãi mấy cô ăn. Xong rồi mình sẽ dắt mấy cô đi qua nhà em Nguyên hàng xóm cả nhà ơi, để tham quan vườn táo. Nhưng mà mình chưa có nói đâu, chắc là mình sẽ dắt qua bất ngờ để xem phản ứng của em như thế nào nha cả nhà. Tại vì mấy cô kêu là thấy mình quay vàng táo mấy cô thích quá, nên là mấy cô kêu dắt mấy cô đi qua vườn táo chơi.
Cho nên là lát nữa mình sẽ bất ngờ mình dắt qua thử nha cả nhà, để xem phản ứng coi ra sao nha. Táo nhà nó thấy nó ngon nữa hả? Dạ, lựa từng trái ngon lắm. Táo đã lắm, mà gần hết rồi. Táo là để nào? Lúc mình kìa đã trắng vàng. Thà lúc đã trắng rồi. Dao gà hả chị? Ôi dao gà cả nhà ơi, dao gà. Sao nhanh chứ ạ? Ôi phải gì gái lên không ta? Em đi vô đây quay ra quay ra. Dạ cô. Chắc là phải chạy xe tới chỗ mát. Để mấy cô xuống. À để mấy cô xuống ha. Chị chờ em chút xíu nha. Chờ em xíu nha. Đây. Ơi. Sao vậy? Sao vậy? Hả? Anh quay em đi chờ ơn chết đi. Đi vô đi vô đi chờ ơn trời ơi. Cái coi nó coi quá. Trời ơi. Thôi cô cười đỏ mặt luôn à. Thành đứng à. Thành đứng đó. Cười đỏ mặt luôn. Cảm ơn. Đi quán con mẹ hoài luôn cả nhà ơi. Chào cô nha. Chào mấy cô vô vô. Con là bên đây. Chào cô. Dạ. Chuẩn bị có vợ hai đúng rồi. Vợ hai. Xong thấy xe nước mía. Đó đây nè. Lát con đừng có nước mía, lát con xay luôn. Con vô nhà chơi đi nắng. Ồ mấy anh chắc đậu đậu sáng nay bị sao rồi. Hình Nhật Minh. Hình Tấn Minh chứ. À đúng rồi. Để ba thích cái vị này vô con. Là nhà Minh đâu? Minh. Dạ đó nhà đó. Ở nhà đây hả? YouTube của mình chưa biết mà. 79 Nhà Trang chạy vô đây luôn hả? À có, tụi nó đây chứ. Tụi nó đây hơn. Sao biển Nhà Trang? Là của công ty hả? Công ty hả? Ở chơi lát về luôn chứ. Trời ơi, đi bên đậu mà. Để đậu xách xác rồi. Bao xe luôn mà. Rồi, vô lát luôn. Vô. Để mấy cô chơi đi tiền gà bao nhiêu? Hả? Ok, không sao, cái đó anh biết mà. Ý là 4 con bao nhiêu? 500. Ok đúng rồi, cái là 500. Ủa anh làm bên cuối năm hết hả? À giờ anh nghỉ rồi. Ủa hả? À, ra riêng rồi. Facebook bạn hả? Huỳnh Tấn Minh. À còn YouTube cũng vậy luôn, Facebook cũng vậy luôn. Cũng cái tên đó luôn, Huỳnh Tấn Minh luôn. Giữ đi mua nước uống nha. Rồi. Vô đây cả nhà. Ba tư năm mười mấy. Thôi đi qua cho đá ngồi cho mát đi. Qua bạn cái đá ngồi cho mát đi. Ở đây nóng lắm. Ở đây cũng được mà, ở đây mát. Thôi qua đó mình ngồi bạn cái đá xoay tròn gì nó vui hơn. Qua đó mình ngồi mà cắn hột dưa rồi. Đúng rồi, đi vô nhà. Đi vô nhà đi. Đi qua cái đá mình ngồi xoay tròn này. Mình ăn dưa hơn. Không ai ăn cúng. Không ai. Ai đúng rồi. Con ra vườn hái trái mít chín rồi kìa. Đi qua cái đá ngồi em. Là do Phú Quý. Ngồi trên xe chẳng là nhắc Minh Minh không à. Dạ. Ngồi xe mà nhắc Minh mà. À, Lúc Minh nè. Là do Phú Quý á. Mà đừng có lộn tên con nha, con thấy nhiều cô hay lộn tên con lắm. À. Gặp Minh mà kêu Huy không à. Bây giờ thấy mặt nhớ rồi. Dạ. Hỏi con phải Huy không? Dạ không phải, con tên Minh. Có ngày nào coi kênh con phải Huy không? Dạ không phải đâu. Con tên Minh mà. Em con không à, nó Minh mới dễ thương. Dạ, con tính tính mà. Trong nhận nó đẹp trai chứ. Dạ, dạ, bữa nay con xấu bớt rồi. Lâu rồi, đẹp trai rồi. Con bị cút nhưng mà đẹp trai mà nó không đẹp trai nha. Nó đẹp trai mà nó không được trai mặt á. Ủa, thật hùng, con là Minh của đám thép hả? Dạ, con giờ ra riêng rồi. Thật hùng. À, còn em mất còn. Con. Mà sao mà hay nghe mấy cô thấy nghe nhau. Tại người ta nghe. Hồi ai ta? Coi á là tại ông xã cô là trong quý. Gì
vậy hả? Do không biết. Hồi xưa là ông học chung với ông nội của ông Thép cả. Vậy hả? Ờ, trùng hợp với tập. Dạ. Thành thử là coi bà từ bà ngoại biết mà ông ba tôn mấy mà. Mấy tôn như mất cái gì đi rồi. Dạ. Mấy bốn tôn á. Đó. Tôn là hồi xưa ba tiếng là ông cha chồng. Cha chồng á. Ông sáu sỏi, ông năm lượng. Đấu rồi, ba anh em vậy đó. Sáu sỏi cũng như năm lượng rồi cũng đi. Dạ, đi hết rồi. Ba má chồng cũng đi hết. Nó cái mặt nó còn có mấy bà thiếp, dạ. Còn có mấy bà thiếp. Ừ, nó còn giống thằng Huy á. Đầu tiên nó chè tay mình đi biển á. Khuôn mặt nó cũng vui mà Huy á. Vậy bây giờ là giống Huy á. Giống Huy á. Huy thằng Huy đẹp bằng nó. Huy thằng Huy đẹp bằng nó. Huy thằng Huy đẹp từ từ mới vô một cây nó còn đang ngại luôn. Cái ông không ngất ngừng. Mấy cô cứ khen vậy là con rất là có hiếu. Vậy hả? Với bà ngoại này, với cha mẹ này thích con cái chỗ đó. Cái gì chứ con ở nhà con quậy dữ. Dạ. À, con còn kẹo có cái quậy thôi. Có cái chỗ đó. Dạ. Có thật tình á. Dạ. Thích cơ con á. Còn bên đây. Còn bên đây. Nó đi thôi, cái nó về nhà cái quậy. Ở đây kêu con đâu á. Nghe được rồi. Bà thấy bà mẹ bà đâu mẹ đâu có mẹ bà bà mẹ đâu bà mẹ con hả? Hả ba con chuẩn bị đồ ăn à. Mẹ con làm nước mía bây giờ không biết luôn lại không thấy là con nãy giờ cũng hỏi là bà mẹ con quý hả bà lạc phú quý á con bà phú quý quá giờ đó nếu mà ở Việt Nam tới ngày người ta khó ờ vậy mà mở không kêu để tọ thâu bắt lan lên cho nó đi còn lan thôi cho nó có chuyện hết xảy đỏ nó thấy Huế là Huế đó đi tắm biển với bà má thơ bà còn điệu nữa dạ, đúng rồi bà điệu lắm bà không có điệu hết rất là điệu đây là dì gái của mình hình như là dì gái chưa bao giờ quay phim chung với con không cả chưa bao giờ luôn đúng không đi đâu đâu quay à đúng rồi mấy lần xuống nhà chơi cũng đâu có quay phim đâu cả nhà dì gái hồi nãy mình có giới thiệu với cả nhà là dì gái là cháu ngoại của ông ngoại mình đó cả nhà đấy dì gái cháu kêu bằng cậu dì gái cháu ngoại bằng à, cậu kêu bằng cậu mày kêu tao làm gì mày ơi mà sao dì gái kiếm đâu là mấy bà dì kiều về đi qua gì hả chị của dì gái chị con một cô ở Sài Gòn ra nhưng ấy là con chị con cô dì gái con cô dì gái nhưng mà mấy cô người này là bạn với chị à rồi đi chị. Đi qua nhà gái chơi rồi cái dạ, nói sao? Là chợ thấy muốn đi thăm thằng Minh thằng Minh nào Minh YouTube cái gì gái chọn nó là cháu em nè ủa sao đi không kêu xe tới chở đi luôn hả phải không trùng hợp chứ hả kêu xe tới chở đi luôn à cái gì hả ấy là mấy cô ra đây chơi ra Ninh Thuận chơi xong rồi nói là nhà bỏ con ra bỏ qua nhà dì gái chơi là xong rồi chị nếu là bạn học với cả nhưng mà trước đó là không có ai biết là dì gái là gì của con không biết sao mà trùng hợp vậy xong kêu muốn đi lên nhà Minh chơi hả mấy bạn nói muốn đi tìm thằng Minh cái gì hỏi gì á hỏi Minh nào anh mình cái Minh là YouTube á nó ồ nó là cháu anh em nè nó nói vậy hả ủa cái dì gái nói gì chứ chồng là nó Hoàng Quỳnh. Cái nó bằng con với là ông Tám chứ không biết gì hả để lên luôn thì gái kêu xe tới là đi luôn á kêu xe tới cái đây luôn à hả chứ chưa kịp ăn nữa chưa kịp uống nhà gái nữa còn kêu con bé mua làm cho nó em ơi em làm gấp cho anh bốn con gà ác bốn gà đen nó vừa tới là xong thì gái lên đó nó đứng vào gà ngay như hả xong cái gái lên luôn à thành ra gì đó nó bánh nó ủa sao trùng hợp vậy ủa cháu này hả à anh ngồi chơi xíu nha chào thoải mái đi chơi em nấu ăn xong anh em mình đi dạ phục vụ mấy cô mà dạ không có ở đây luôn từ xe bởi vậy mình bất ngờ nó ủa sao mà mấy cô cùng tuổi với nhau luôn rồi cả nhà thấy không bành lắm dạ đúng rồi mà em nói với anh nha anh cũng bộ em lắm á mà chị anh bộ em mới thần mà khép ra cơ rồi à tới bây giờ luôn tới bây giờ luôn á cũng có gì hả dạ không có con ra nhưng mà con mộ mấy người đi làm từ thiện á anh này ở cuối này dạ ủa chú Hồng ơi làm chị biết em không biết chị không biết chị không rồi ai biết ai mày không biết á vậy bây giờ là dạ nói con gì em cháu em á nó
ủa chó mày hả? Đấy, kêu xe đi nha, anh à, đi đi đi. Mà kêu trúng hai anh này cũng coi video con đó chứ. Nó chở gì gái đi một lần rồi. À vậy hả? Nó chở hôm qua thì kia kìa, đi ăn sinh nhật rồi. Nhưng mà hai anh có bao giờ chở gì gái lên đây đâu? Chưa. À, chưa thấy không? Nó mới chở đi ăn sinh nhật bữa đêm hôm qua. Kêu hai anh taxi mà hai anh taxi cũng coi kênh mình. Em bắt nước lên trước lấy cút gà bỏ vô trong em. Đúng đúng đúng. Có một cái sự trùng hợp gọi là kết nối nhau quá cả nhà. Mình thật sự cảm thấy rất là mừng. Đây, bây giờ gì gái nói gì gái rủ mấy bà bạn của gì gái rồi. Gì từ thiện. Dạ. Kêu Minh làm một chuyến từ thiện đi, mới nổi tiếng lại. Dạ. Rồi gì gái mấy bà đem quần áo rồi có ba bao rồi kìa. Hả? Ồ. Đi phép quần áo cho bà con mình khổ rồi ha. Đi lên đây đâu vùng núi á. Dạ, nhưng mà con có xe đâu chở đi xe máy chở cho chết. Không không, thì bữa đó mình cũng lôi một chiếc xe. À, mướn xe rồi nữa. Lôi chiếc xe đi. Đúng đi rồi. Làm thiện mà. Ừ, mấy chiếc xe đi được á, kiếm làng nào bắt đầu cho quần áo ta mặc. Ừ, với lại quà nữa. Ừ, được đó. Nữa thì gái kêu gọi cái này nữa. Dạ. Làm từ thiện luôn. Tính là cả nhà ơi. Làm từ thiện có phước thêm chứ gì đâu, mình được phước gì đó. Fan hâm mộ của mình toàn người lớn tuổi không cả nhà? Đúng không? Fan hâm mộ của mình toàn người lớn tuổi nhiều lắm. Tại vì không biết sao mà mình cái duyên á, cái duyên mình tiếp cận được mấy cô mấy chú mình cảm thấy rất vui cả nhà. Mấy cô mấy chú lớn tuổi là tới nhà thăm mình quý lắm cả nhà ơi. Bây giờ là không, bây giờ dì gái nè. Bây giờ là có bốn con gà nữa dì gái. Bây giờ dì gái tính nấu món gì? Chẳng lẽ nấu cơm gà hết? Con này nấu con gà, còn con gà kia là bốn con gà không 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 một cháo cơm một cháo nữa nấu cơm thôi rồi gà kia mình cái gà nó không cũng luộc luôn luộc hết chưa luôn út luôn rồi luộc luôn rồi gái làm cho rồi gái làm món gà gà muối của hẹ người mẹ ủa là nó nước ở đâu ạ? Vậy là dì gái cầm một con nữa là 5 con gà. Ờ, nước thang biết chừng nào chứ. Không, nước thang hết. 5 con gà cái nha. Thời gian chỉ chút nữa. Thì phải coi tí nữa hành trình mình nấu món gì mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Xong rồi ăn không đi thăm quận 8 luôn nha. Rồi, đúng rồi. Ngày nay bây giờ ai chạy xuống chợ mua chừng vài bó hành đi. Hành lá, hành củ, hành lá. Trời ơi, đang người vườn củ ăn hết. Hành củ nhiều. Hả? Hành vườn trồng nhiều lắm. Lột lột sẵn gì gái làm. Làm cái con gà đó gì gái làm gà gà kiểu cách mùi hoa. Hành củ hay là có lá luôn? Có lá luôn. Có lá rồi đấy, hỉ đó chị ạ. Không, làm hành hoa. Hành lá là có lá luôn á, là ở vườn mình. Dạ. Đây gái làm mấy nha. Nhỏ rồi gái làm. Để đi. Mít thái xanh nhà mình là nó chỉ cần thơm thôi là ăn thôi cả nhà. Chỉ cần thơm là ăn được rồi. Dạ, nó thơm là ăn được rồi. Ăn kiểu nó giòn giòn chứ không phải là giống như mấy mít kia đâu. Mà mấy con cắt mấy cô ăn thưởng thức cho biết thôi, chứ ăn no quá tí mình ăn gà cũng được. Cho ăn cho biết mít nhà mình cả nhà. Mít gì? Con làm kỹ cho người yên đó, 10.000 miếng. Đó. 10.000 miếng thôi chứ có gì đâu. Cái này là không thuốc. Dạ nhà con trồng mà cũng mệt chứ làm thế là. Dạ. Dạ anh thận anh miếng anh dạ, rồi, thận miếng rồi chơi anh sẽ xong đây đợi đem miếng ra ngoài hai em ngồi ăn dạ dạ được cô để con sẽ miếng này đem ra cho cô gái rồi luôn cô gái mình đem làm đấy. Đó hả làm mình thử ngừng miếng này miếng thì con chồng cảm ơn con tí nữa mình ăn cơm gà rồi cho con ngon ngọt quá ha dạ. Con thử miếng hay con mình ô nhà con thì thường hả dạ mỗi ngày rồi thường bọn này tí nữa qua nhà em hàng xóm thử miếng nhà em hàng xóm nữa và đó mình thử táo nữa mà mình thử mới ít ít chứ.
Ê ơi, ta đây ngồi luôn đi. Gái quay rồi. Gái. Cả nhà ơi, chuẩn bị đồ ăn chị xong rồi. Quay. Đây vô đây caramel vô đây mình quay cho cả nhà coi. Có vô đây luôn. Đây là gà, thấy rõ không em? Đó không? Đó, đây là gà gà đen cả nhà ơi. Còn đây là gà này, này. Món gì đây gái? Giới thiệu đi. Giới thiệu khán giả ơi. Gà trộn hành. Gà trộn hành nữa. Gà hấp hành. Gà hấp hành cả nhà. Gà hấp hành. Còn đây có rau răm với lại hôm nay ăn cơm gà. Hôm nay nhà ăn cơm gà nha. Mấy cô chú bên này ghé nhà mình ăn cơm. Ăn cơm gà. Nhưng mà hôm nay là đầu bếp là chị gái nấu hết luôn. Chị gái nấu hết. Chị gái nấu cơm gà nhìn hấp dẫn không? Gà này hình như họ làm con nhỏ à, ăn cho mềm. Không sao đâu. Dạ. Cái con nhỏ nó mới ngon, con bự nó không mới. Dạ. Gà tơ với gà tơ. Dạ, 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 đúng rồi. Cơm nó dính được cái cá, dính dính dính. Ba. Mấy mấy cô, mẹ nói mấy cô lên ngồi luôn ơi mẹ, ngồi vô luôn ơi. Cái giờ này cứ kể là mấy cô đói bụng hết rồi. Không sao đâu. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà giờ này mấy cô chú đói bụng hết rồi đó. Dạ. Gà nhìn hấp dẫn quá gì gái ơi. Gà này quê. Dạ. Đâu vậy đủ á, vậy đủ hết. Này đem này cho mấy đứa ăn luôn nè, mai mai con cơm mà, con cơm mà. Con cơm nhím nữa mà. Đây nè, mình đây đây nè, đưa cái nó cho nó đi. Đây nè, mai mai cầm này xuống nghe. Thơm ngon á. Bãi này thấy chua rồi, đúng rồi. Thiệt là thơm. Đúng rồi. Không có xào chấm mắm gừng với lại gà. Không, mắm gừng. Xếp ba đây ngồi xếp. Mắm gừng cả nhà. Ăn cô dạ. Dạ cô ăn thì con con phải kêu một tí là con ăn. Phải kêu mấy cô cả nhà. Mẹ rồi vô ăn luôn. Xong hết rồi. Ba mẹ. Dạ. Ba ngoại. Ngoại mẹ. Ba kêu ba cô con. Ba con là chắc là ngồi với lại mấy anh tài xế để chắc làm ly rượu quá. Dạ. Chắc vậy con. Dạ. Dạ ông nè, ông nè. Mà sao dám uống rượu. Dạ thì cho mẹ ăn. Ba nè, mà lái xe thì chắc dám nhậu chắc người hai thôi à. Dạ. Lái xe chỉ có ăn thôi. Ở đây chị ra đây nên đi lấy đũa. Minh. Dạ. Kêu gì năm cho đũa. Dạ dạ. Rồi năm lấy à. Mấy cô mấy chú cứ ăn không sao đâu, ba con cứ ngồi với mấy anh tài xế cũng được, không sao đâu. Dạ, mình cứ coi như người trong nhà ấy mình. Thế chứ ngồi em đang lấy lên. Đủ chưa? Đủ ly nước chưa? Đủ rồi. 3 3 6 9 đủ rồi. Dư quá. Nè, cứ ly ly cho cô gái. Để em ăn xương à, em có ăn cái ngoài để được. Đủ rồi đó. Ăn xương. Đủ ly rồi. Đâu, còn ly nào cho con ly đi. Đây. Đây. Đó ly này ngoài ha. Ly đi. Thôi con mời okay, mấy cô mấy chú nha. Dạ. Mình lấy nước nè, mình thay đi. Dạ. Dạ. Con cảm ơn vô mà cả nhà mình. Dạ. Cảm ơn mấy cô mấy chú ghé thăm gia đình con nha. Dạ. Rồi, chúc mấy cô mấy chú ngon miệng. Dạ. New York này mày. Mỹ là cách New York. À, New York. Cách New York. Dạ. Chị la đến. Chị gái hôm nay chị gái mang rang lên chị gái làm đầu bếp đó nha. Mấy cô ăn có gì quýnh giá rồi để chị gái. Chị gái là ngon rồi. Chị gái mà léo tay nghề mai mốt chị gái mở quán nữa. Gái làm gì cũng ngon quá nhá không? Không cần là kia mà cần làm gỏi. Dạ. Chỉ có hành không? Hành đưa lên á. Hành là nó đủ tôm. Gà hấp hành này món này là đi bài luôn á. Xong cái gà xé vô mình trộn rồi. Dạ. Cho chút đường cho muối. Rồi cái này là gì đó nè. Hả? Đơn giản vậy là ngon. Đơn giản vậy mà ngon á. Để lên luôn. Để lại bị gái lấy cái dĩa mất rồi. Tao mang đồ ngon. Dạ. Sợ cái rồi. Nãy ăn cái gì nào? Dạ. Em ngồi luôn em. Còn mà còn đồ ăn mà không sao đâu. Tí nữa bắt rồi. Bây giờ này mà nói đó gì ăn ngon mai coi. Đúng rồi. Đúng gì ăn ngon.
Ông dì gái nấu là Minh ăn thử rồi, Minh ăn rồi, xuống nhà dì gái Minh ăn rồi không biết. Dì gái nấu gọn gàng sạch sẽ ngon lắm cả nhà. Không chê vào đâu được hết. Dì gái chẳng qua chưa có người thôi, có người là mở quán là quá ok luôn. Phải có một mình là nhiều khi ai đâu lo đâu mở. Mình đi du lịch cho rồi. Đúng rồi, đi du lịch đây mình nghỉ cho rồi. Làm quá cực có mình. Để ăn vô nha ngoại. Ăn vậy nhiều. Gà quá. Gà đó là gà gà gì? Gà thảo mộc hơn gì cái. Gà thảo mộc phải vậy à? Thảo dược nuôi gà bằng thảo. Gà thảo dược á ăn trái cây không à? Gà nuôi bằng trái cây. Ăn rau cải rồi. Rau cải rồi á, ăn cái rau á. Người ta bán bao nhiêu con vậy? Cũng giống như đây nha. Gì vậy? Ăn cái đó ăn luôn á. Thích là mình ăn vậy an toàn đó chứ. Nó nuôi bằng thảo dược. Cái này là quen biết á, mình mới biết nó lùng lên mạng á, đặt cho nó gọi. Mà sao gì gái thấy hay vậy? Sao gì gái thấy hay vậy chứ? Mấy người YouTube rồi bắt nó vô YouTube cũng toàn nó quen mà. Gì hả? Đố ăn thì mình tin tưởng, nhiều khi người ta nuôi gà cho ta ăn bài bảo. Đúng rồi. Phải xí à, ăn gà phải xí mới ngon. Đúng rồi, gà xí chấm nó ngon. Dạ, xí ra. Còn ăn mà ốc đũa không có ngon. Làm cũng có ai chứ bằng cửa. Lâu lâu chị em nó đem đồ ăn lên ngoài à. Bầu mít bí. Của bà chị, đứa bà đẩy nữa. Bà đem vô mít nhà. Ủa chua chà. Cầm nó nè. Đẩy mà. Đẩy mà bị ngưỡng trọng. Khổ lắm chị gái ơi. Bây giờ mới sướng 10 lần rồi. Khổ 10 lần, bây giờ sướng 10 lần. Đâu có ai khổ ngoài đâu. Ai cũng khổ ngoài đâu. Ngoài bể no rồi. Ngoài no ăn như đó rồi. Chị có cái này là đủ rồi nè, đứa xương hả? Cái chủ đứa trong bệnh ăn ấy. Nùng ra ăn. Muối chấm cái gà hát nãy á. Đã rồi. Nè. Đó bà này bán đã muốn gặp mình sao? Sao vậy? Vậy mà ôm nha. Cả nhà coi kìa. Tôi mà mừng ra. Bây giờ là dắt mấy cô chú đi qua nhà em hàng xóm, qua nhà em Nguyên tham quan quần táo cả nhà ơi. Đi qua tham quan quần táo đi, lui ra em, lui ra. Đấy. À đây hả? Ok đây. Tại vì mình phải che kỹ để khỏi con gì nó vô. Hết rồi mình thấy nó động cuốn á. Thấy cái này rồi cái kia nó. Rồi vô đây mấy cô vô. Rồi đi vô đi từ từ thôi vô rồi. Vô. Ây à từ từ. Đó. Dạ vô kiếm tay táo chín ăn. Táo mà chết rồi. Táo sai sai cho ta thiệt. Mới gì táo rụng ta. Táo rụng là kế nhà con lượm cho cù á. Dạ không, cái này mới hái hồi sáng xả, đừng có xả. Dạ đừng ăn. Táo mình xả. Ăn chân. Anh mà nó tới cái lỗ vậy hả? Lỗ này chỉ tới hả con? Dạ. Ngon á. Nó căng dưới ra. Đẹp ăn không? Cái này là bữa rồi là hái bớt rồi đúng không? Hái nhiều lắm rồi anh, ngày nào. Nhiều lắm rồi cô. Vậy là con còn mai còn hái nữa không? Dạ không, ngày mai con ngưng. Tại là hồi sáng con nói là con đặt có 3 bị thôi, nhưng mà cuối cùng lên thành 2 tạ mấy. Ồ vậy. Dạ. Cái nào mà nó màu vàng á. Dạ đúng rồi, nó chín vàng. Vàng. Cái này là em mới hái hồi sáng nè. Nó hùng hơn nữa. Có điện thoại không? Con chụp hình cho nha. À, đúng rồi. Chụp tấm hình rồi cho biết về Việt Nam rồi, thăm vườn táo nha. Nè, chụp mọi người đẹp. Thẳng xuống đi anh, ở trên này hái nhiều rồi. Trên này hái nhiều hả? Thì thẳng xuống đây nữa. Xuống dưới đây táo chín nhiều nè mấy con nè. Hồi sáng em kêu anh qua là lúc đó vừa đẹp luôn. Gì hả? Hồi sáng không? Con sẽ đẹp thôi chứ còn ăn bé này nhìn bên anh đâu già này này không lửa hả? Cái này mà già gì màu xanh mà em Nguyên đi lên lấy táo đẹp xuống, tại vì cái táo đó em hái là bán cho cái chị ở nước ngoài á, chị mua nhưng mà
Hồi nãy em mới lựa ra thì còn một ít ở trên đó thì em nói để em lấy xuống đây để mời mấy cô chú. Chấm muối không? Chấm muối, còn có muối ớt Tây Ninh đây. Muối ớt Tây Ninh xay nhuyễn. Đây là tôi. Đấy. Đó. Chấm muối bà con. Lâu lâu bữa nay cho mấy cô review táo Ninh Thuận cả nhà ơi. Đây. Vì táo này ngon nè. Dạ. Táo tại vườn hái ăn tại chỗ luôn. Hiện tại mình táo đang thu hoạch không có thuốc đâu. Muối ngon quá. Táo này đang thu hoạch thuốc rồi cả nhà. Để em nó đi lên hay lấy táo đẹp xuống rồi kìa. Chấm muối ăn mới ngon. Cái này ngọt dễ sợ luôn á. Dạ. Chấm muối vô nó ngọt ngọt. Chấm muối dễ ăn. Có muối ăn ngon. Đúng á. Mặn cũng vậy nha, mặn cũng vậy. Chấm muối nó ngon. Chấm muối ngon. Chấm muối vô nó ngọt ngọt. Đúng rồi, chấm muối vô là mới ngon nữa. Chờ mấy cô dạo xíu mình lấy điện thoại chụp cho mấy cô mấy tấm hình. Hôm bữa là con nói hả? Nó nằm như giống như cà phê vậy. Như cà phê vậy. Cái này là hồi sáng hả? Đây là hưởng. Là cho anh. Qua đây nè, mấy cô ăn hưởng ngừng trái nè. Là đa số hàng đóng đi là vậy. Ê, ê, nè. Ở nhà coi cái dĩ táo đã không? Đẹp không? Chứ còn đây. Bây giờ cái này ở trên non. Mấy cô táo này em mới hái sáng này. Nè cái này không để đóng đi á. Trời quá đẹp. Ăn liền luôn rồi. Trái đi. Chính là táo này là đã hả? Táo này là táo này là vàng hết luôn đó. Dĩ ấy. Người giỏi kìa, thang ngọt lắm. Ngọt cơ. Đây cái bự. Để khách tự review luôn mình. Cho mấy cô chú tự review luôn. Dạ. Dạ, nếu mà hàng nào? Hàng táo con đi là ăn đi. Hàng táo lựa là vậy đó, bán là táo đẹp. Chứ còn đây là còn ngon. Cái còn sống. Ngon không vậy? Ngọt quá. Ngon. Qua đỉnh luôn. Đó. Xem video mình thấy mình ăn không mà bữa nay là tận chỗ tới tại chỗ ăn luôn. có nhiều cô chú là kêu là khi nào về là sẽ ghé nhà mình, kêu mình là dắt đi review táo thì chừng nào mấy cô ghé mình dắt đi ăn táo tận vườn luôn. Chỉ sợ là mấy cô nhiều khi răng đồ yếu á, ăn nhiều cái trái kia vỏ đó đừng ăn đây đó đó cái này bỏ đi. Nó hay ăn vàng á, đâu được cái tới giờ tới nước của nó đâu mà ăn cho đâu gì. Đúng rồi. Dạ là nó lẹt lắm, không ngon. Dạ nó chưa chín. Dạ. Cái cô ăn ngon miệng. Ngon quá. Cầm mình. Thì hết là đó nó nhiều người lắm phải vậy đó. Thì đó nhiều lắm hay coi. Dạ cái này để bao nhiêu ngày nữa nó mới to như vậy. Rồi có một tuần nữa. Nhưng mà cái này em hái chừng mấy vòng nữa là hết luôn hả? Mấy vòng nữa hả? Hái chừng 3 lứa nữa. 3 lứa hả? Là em đi nhiều lắm. Vậy là mai nghỉ bữa hả? Mai em nghỉ. Để cho táo nó mấy xào con chứ bây giờ nhà chứ bây giờ nó còn non vậy hái đâu được đâu. Nó còn bung vòng vòng này mấy xào. Còn nha, còn khúc dưới nữa, mình mới tới khúc đầu mình đứng đây thôi chứ còn. Dạ khúc dưới còn táo chín nhiều nữa. Đây bây giờ anh đi xuống đây. Hái hết rồi. Nhưng mà hồi sáng nay em đúng không? Hay hết rồi. Mì hết rồi. Đó là đa số là nó còn ngon thì là ngưng lại để cho nó chín. Ngọt nhỏ nữa. Chẳng hơi nữa. Để mới thấy mời. Đúng do quá. Mấy cô tham quan vườn nho chưa ta? Chưa. Gì gái? Con biết có một vườn nho đó là có 5-6 loại nho á. À? Nho mà ăn vô giống như kiểu trái cây vậy á. 5-6 loại nho luôn á. Có loại nó dài nữa. Nha hố. Nha hố chứ hả? Nha hố không? Trên nha hố. Chỗ học lái xe á. Chỗ đường học lái xe á. Lương Cang á lên á. Rồi trên đó ăn có loại nho Hàn Quốc nè. Nho đen rồi Nhật. Nhật nữa. Đã lắm. Nhưng mà lãnh đi đó đi. Mấy vườn trái. Nhưng mà anh đi phải còn trái. Anh có Zalo không mà. Thử là vô đi. Còn chủ vườn á. Nhưng mà quan trọng là mấy cô đâu có đi đâu. Chúng tôi còn công việc nữa mà. Đó, đứng gần gần đó rồi. Rồi đó, đừng có để táo nó che mặt. Rồi. Rồi hai ba. Dạ được cô. Cảm ơn. Ô, còn nữa hả? Rồi rồi đưa này. Cái này mới là ngọt đấy. Mà thấp nhất là có 6-7 tấn. Ăn này ngon ghê á. Ăn này ngon ghê á. Nó dày cũng đẹp lắm.
này là cũng là mấy lứa rồi hả cô ha? Mấy lứa rồi? Dạ, chắc cũng hái chắc cũng được tầm 10 ngày hơn rồi. Cảm ơn cô. Bây giờ đi lên lại cả nhà, đi lên nè. Ê, chấm hết ba u kìa đó. Dạ, chi sâu. Dạ. Đã rồi, không phải quần táo mà thấy sao con được không? Ôi, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đó, quay phim lên xuống mày cho mấy người đi. Dạ, qua đây, qua đây, qua đây. Cho mà bỏ qua đây lái đâu. Cái này nè. Đây, đây, đây. Đó, mà lái thì qua đó. Không có đâu, con tới đây em đi, tới đây. Hả? Xe nào mấy con ngồi xe nào thì mình đi xe đó. Ngồi xe kia. Qua đây. Xe với lại kia qua đây. Rồi giờ bây giờ là mấy cô ấy tranh thủ đi về qua thăm nhà dì Năm. Dạ. Mấy cô về nha. Dạ. Nè hồi nãy bữa khác lại gặp. Bữa khác lại gặp nha mấy con. Về lại gặp. Dạ. Bye bye cô. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Cô về. Dạ sao con về sao? Dạ, cô gái. Dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ. Rồi lên để chuyện này rồi. Rồi nhiều cái vui vẻ nha. Dạ dạ dạ. Nhiều cái vui vẻ. Ồ còn bên đây nữa. Về nha. Dạ. Thật sự mấy cô chú nào tới nhà Minh á, Minh cũng đều vui mừng hết cả nhà ơi. Giờ mấy cô xong rồi, xong hành trình của mấy cô về. Dạ. Xong hành trình mấy cô về rồi. Thì mình cũng tranh thủ mình đi về luôn cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm và theo dõi những video vlog thường ngày của mình cả nhà. Đấy. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Còn bây giờ mình xin phép mình cũng tranh thủ mình về luôn cả nhà. Hẹn gặp cả nhà mình video sau, hôm khác mình lại làm video với em Nguyên nữa cho cả nhà mình xem nha. Anh em tụi mình vui vẻ thì cả nhà mình xem video cũng vui vẻ cả nhà. Nhiều khi mọi thứ mình cứ để tự nhiên, mình đừng có đề cập sâu quá, nhiều khi nó lại không có hay cả nhà ơi. Thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp cả nhà mình video sau. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye bye.